Mặt trăng luôn ở trên bầu trời. Chắc chắn bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc mặt trăng sẽ có sự thay đổi. Nhưng thực tế, mặt trăng đang tiếp tục biến đổi. Mặt trăng đang dần dần thu nhỏ và đã giảm khoảng vài chục mét. Và các nhà khoa học đang rất nghiêm túc nhận thức được sự thật này. Tại sao mặt trăng lại nhỏ lại? Và nếu mặt trăng tiếp tục thu nhỏ, điều gì sẽ xảy ra? Kích thước của mặt trăng đã giảm khoảng 45 mét trong hàng trăm triệu năm qua. Hiện tượng này có vẻ đã tiếp tục diễn ra từ khi mặt trăng hình thành. Nhưng tại sao mặt trăng lại co lại? Nguyên nhân chính khiến mặt trăng co lại là do lõi của nó bị nguội đi. Khi nhiệt độ của lõi giảm xuống, thể tích của mặt trăng vốn đã giãn nở sẽ giảm dần. Ngoài ra, lớp phủ xung quanh lõi chuyển từ dạng rắn sang dạng lỏng và thể tích của nó cũng giảm đi. Nếu thể tích của mặt trăng giảm đi như thế này thì sẽ có sự thay đổi lớn ở lớp vỏ mặt trăng. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều nếp nhăn xuất hiện trên bề mặt mặt trăng. Điều này tương tự như hiện tượng lớp vỏ bên ngoài của quả nho co lại khi lượng nước mất đi trước khi biến thành nho khô. Tương tự như vậy, thể tích của mặt trăng giảm đi và nhiều nếp nhăn xuất hiện trên bề mặt của nó. Sự khác biệt duy nhất giữa mặt trăng và quả nho khô là bề mặt của mặt trăng rất mỏng manh. Ngoài ra, các bề mặt lớp vỏ đẩy vào nhau, tạo ra các đứt gãy trên bề mặt. Vì thế động đất thực sự xảy ra rất thường xuyên trên mặt trăng và có thể dẫn đến lở đất. Và hiện tượng này cũng có thể gây ra mối đe dọa lớn cho nhân loại. Không có người trên mặt trăng, vậy tại sao nó lại là mối đe dọa đối với nhân loại? Trên thực tế, các nhà khoa học đang chuẩn bị một dự án thám hiểm để đưa con người lên mặt trăng. Đây là dự án Artemis đã xuất hiện nhiều lần trong các video khác mà tôi đã tải lên. Điều quan trọng nhất khi thực hiện dự án này là sự an toàn của phi hành đoàn. Nếu một vệ tinh hoặc tàu thăm dò hạ cánh xuống phần dễ bị tổn thương của mặt trăng, điều nguy hiểm có thể xảy ra. Điểm mục tiêu hiện tại của dự án Artemis là Nam Cực ở phía xa của mặt trăng. Sở dĩ nơi đây được chọn là mục tiêu là vì nơi đây có trữ lượng băng rất phong phú. Nước đá này có thể dùng làm nước uống và nhiên liệu hoặc oxy. Nhưng vấn đề lớn là trận động đất lớn đã xảy ra ở khu vực này vào năm 1973. Trận động đất này khiến khu vực này rất dễ bị lở đất và động đất. Ngoài ra, không giống như trên trái đất, thiên tai ở đây có thể kéo dài vài giờ đến vài ngày. Gần đây người ta cũng xác nhận rằng sự co ngoắt khiến bề mặt bị biến dạng và tạo ra các đứt gãy. Tuy nhiên, nhân loại hiện đang có kế hoạch thành lập một căn cứ ở đây vào năm 2030. Nếu kế hoạch này được thực hiện thì sẽ không dễ để đảm bảo an toàn cho các nhà thám hiểm. Điều này có thể khiến sứ mệnh thám hiểm mặt trăng mà nhân loại chuẩn bị từ lâu không thể thực hiện được. May mắn thay, sứ mệnh đổ bộ của dự án Artemis đã tạm thời bị hoãn lại đến năm 2026. Chúng ta phải tìm một khu vực mới có nước và ít bị ảnh hưởng bởi sự co lại của mặt trăng. Liệu nhân loại có thể tìm được một khu vực an toàn có nước như vậy? Chúng tôi hy vọng rằng hy vọng chinh phục mặt trăng của nhân loại sẽ không bao giờ tắt. Các bạn đang tò mò về điều gì? Hãy để lại bình luận nhé! Chúng tôi sẽ đem đến những video thật bổ ích. Snack, KHOA học là channel về sự hình thành và phát triển của trái đất, thế giới bên ngoài trái đất và những thế lực vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nếu bạn thích video này, hãy like và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.